lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn thành công một tên lửa diệt hạm Neptune và máy bay không người lái UAV của Ukraine tập kích mục tiêu gần Crimea. Interfax ngày 4 tháng 10 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận lực lượng phòng không của nước này đã đánh chặn một tên lửa chống hạm Neptune của Ukraine ở phía tây bắc của Biển Đen, cách không xa bờ biển bán đảo Crimea vào tối ngày 3 tháng 10, theo giờ Moscow. Neptune do Ukraine phát triển trên nền tảng tên lửa diệt hạm cận âm 3M24 Uran. Ra đời từ thời Liên Xô, nhằm tiêu diệt tàu mặt nước có độ choán nước khoảng 5.000 tấn. Phương Tây tin rằng xoáy hạm Moscow của hạm đội Biển Đen Nga chìm do trúng tên lửa Neptune hồi tháng 4 năm 2022. Cùng ngày, ông Mikhail Ravozhaev, thị trưởng thành phố Sevastopol ở Crimea, nơi đặt trụ sở hạm đội Biển Đen, thông báo về một vụ đánh chặn UAV Ukraine tấn công thành phố. Ông Ravozhaev xác nhận các mảnh vỡ UAV rơi xuống mái tòa nhà dân cư khiến cho vài cửa sổ bị vỡ. Trong khi đó, theo RIA Novosti, bang Bengorov của Nga dạng sáng ngày 4 tháng 10 cũng bị tập kích. Thống đốc Bengorov Vyacheslav Graskov thông tin, hệ thống phòng không của chúng tôi đang hoạt động trên bầu trời thành phố Bengorov, các mục tiêu trên không đã bị bắn rơi. Ukraine thời gian qua liên tiếp tập kích thành phố Sevastopol, các mục tiêu khác ở bán đảo Krum và trên lục địa Nga. Tháng trước, Kiev đã loạt quả pháo vào tòa nhà trụ sở hạm đội Biển Đen, gây thiệt hại về vật chất và khiến cho ít nhất một quân nhân mất tích. Nga đánh giá Ukraine đang tìm cách tấn công hạ tầng của Nga để đánh lạc hướng khỏi cuộc phản công diễn ra chậm chạp. Bộ Quốc phòng Nga thông tin, quân đội Ukraine mất hơn 66.000 binh sĩ và khoảng 7.600 khí tài sau 3 tháng mở chiến dịch phản công lớn. Ngày 3 tháng 10, Nga tuyên bố truy nã 4 quan chức Ukraine, gồm lãnh đạo cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine Kirill Buranov, tư lệnh không quân Ukraine Nikolai Olechok, tư lệnh hải quân Ukraine Alexei Nezapapa, chỉ huy trung đoàn UAV-383 Ukraine Sergei Budenyuk với cáo buộc tiến hành các cuộc tập kích bằng UAV nhắm vào lãnh thổ Nga. 20.000 lính Wagner bất ngờ biến mất khỏi Belarus Giữa lúc có thông tin lực lượng Wagner đã trở lại chiến trường Ukraine, quân đội hàng nghìn người của Wagner dường như đã biến mất khỏi Belarus. Trang tin Pravda ngày 3 tháng 10 đã dẫn báo cáo của giới tình báo Ukraine cho biết Vài ngày trở lại đây, các vệ tinh của NATO không phát hiện bất cứ hoạt động nào của thiết bị quân sự và lính Wagner tại các khu vực triển khai trước đó tại Belarus. Một đại diện của NATO cho rằng không thể bí mật di chuyển một đơn vị quân đội lớn như vậy qua biên giới quốc gia. Hành tung bí ẩn của Wagner làm giấy lên lo ngại, lực lượng này sắp triển khai một kế hoạch nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine. Trong khi đó, Belarus là một đồng minh của Nga có chung đường biên giới với Ukraine. Nước này đã cho Wagner sử dụng căn cứ bỏ không ở gần biên giới Ukraine sau vụ nổi loạn bất thành. Belarus vẫn khẳng định rằng Wagner chỉ hỗ trợ huấn luyện cho quân đội của họ, đồng thời cũng bác bỏ đề nghị của phương Tây về việc trục xuất quân đội Wagner gồm hàng nghìn thành viên. Sự hiện diện của Wagner tại Belarus từng làm giấy lên lo ngại lực lượng quân sự này sẽ mở một cuộc tấn công Ukraine từ phía Bắc, con đường ngắn nhất nhắm vào thủ đô của Kiev. Tin tức liên quan đến sự biến mất khó hiểu của Wagner ở Belarus xuất hiện trong bối cảnh có đồn đoán rằng Wagner đang có chỉ huy mới và đã bắt đầu trở lại chiến trường Ukraine. Chỉ huy mới của Wagner được cho là ông Pavel Prigozhin, 25 tuổi, là con trai của ông trùng Wagner Jevani Prigozhin. Một kênh Telegram cho biết, thủ lĩnh mới của Wagner đang đàm phán với vệ binh quốc gia Nga về vấn đề này, cũng như đàm phán để quân đội Nga cung cấp thêm vũ khí. Trước đó vào hồi tháng 6, Wagner đã bàn giao hơn 2.000 vũ khí hạng nặng, bao gồm cả xe tăng và hệ thống phòng không cho Bộ Quốc phòng Nga. Người phân ngôn của Bộ Chỉ huy Quân sự miền Đông Ukraine cho biết, Chúng tôi đã ghi nhận sự hiện diện của vài trăm máy bay chiến đấu của Wagner trước đây. Những máy bay chiến đấu này nằm dài rác ở nhiều nơi khác nhau. Hiện vẫn chưa rõ mục đích, nhiệm vụ của Wagner khi trở lại chiến trường Ukraina là gì. Song theo các chuyên gia, các đơn vị của Wagner có thể được ra nhiệm vụ giành quyền kiểm soát thành phố Adyvka ở miền đông Ukraina. Thành phố này nằm cách trào lửa Bakhmut khoảng 95 km về phía nam và nằm ở phía bắc thành phố Donetsk. Trong báo cáo gần đây, viện nghiên cứu chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ nói rằng hiện chưa rõ tình trạng của Wagner. Trong khi đó, một kênh Telegram có mối liên hệ với Wagner cho biết, thủ lĩnh của tổ chức này đang đàm phán với quân đội Nga để giữ nguyên chỉ huy, biểu tượng, nguyên tắc hoạt động và quản lý. Thưa quý vị, mới đây một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa thông báo sẽ đề cử cựu tổng thống Mỹ Trump làm chủ tịch Hạ viện sau khi ông Kevin McCarthy bị bãi nhiệm. Theo Newsweek, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở thành chủ tịch Hạ viện tiếp theo sau khi hạ nghị sĩ Kevin McCarthy của bang California bị phế truất. Đề nghị bãi nhiệm chủ tịch Hạ viện McCarthy được dân biểu Mark Gates của bang Florida địa trình vào ngày 2 tháng 10 đã thành công với tỷ lệ bỏ phiếu 216-210 vào tối ngày 3 tháng 10 theo giờ địa phương. Ông Gates và 7 thành viên Đảng Cộng hòa khác đã hợp lực với một số thành viên Đảng Dân chủ khác tại Hạ viện để bỏ phiếu bãi nhiệm ông McCarthy ngay sau khi ông mccarthy bị bãi nhiệm nghị sĩ troy nels của bang texas thuộc phe đa số đảng cộng hòa tại hạ viện mỹ cho biết ông đề cử cựu tổng thống mỹ donald trump vào vị trí chủ tịch hạ viện và sẽ thúc đẩy điều này càng sớm càng tốt ông nels cho biết trong một tuyên bố khi hạ viện nhóm họp lại nhiệm vụ đầu tiên của tôi sẽ là đề cử donald trump làm chủ tịch hạ viện mỹ tiếp theo ông nels thậm chí còn mô tả ông trump là vị tổng thống mỹ vĩ đại nhất trong đời ông có thành tích đã được chứng minh là đặt nước mỹ lên trên hết và sẽ khiến cho hạ viện trở nên vĩ đại nghị sĩ cộng hòa khác là Graves Tevye của Florida cũng nêu tên ông Trump là người kế nhiệm ông McCarthy trong một bài đăng trên mạng xã hội X trước đây là Twitter. Thậm chí nghị sĩ cộng hòa Andrew Oxley của bang Tennessee đã thực hiện một cuộc thăm dò ý kiến nhằm kêu gọi ủng hộ ông Trump ngồi vào chiếc ghế chủ tịch hạ viện. Trước đó, ông Gates đã bỏ phiếu bầu ông Trump làm chủ tịch hạ viện trong một phiên họp kín để bầu ông Kevin McCarthy vào tháng 1 năm 2023. Hiện đại diện của ông Trump vẫn chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Lính Ukraine say rượu, kết liễu đồng đội bằng súng AK. Một binh sĩ Ukraine bị cho là đã bắn chết hai đồng đội của mình bằng súng trường Kalashnikov ở thủ đô Kiev trong lúc say rượu. Cuộc điều tra xác định vụ án mạng xảy ra vào đêm ngày 2 tháng 10. Một người lính thuộc đơn vị quân đội đóng tại thủ đô đã uống đồ uống có cồn với hai quân nhân cùng với đơn vị sau khi hoàn thành ca làm việc vào lúc 24 giờ. Văn phòng công tố cho biết sau khi phát sinh tranh chấp, nghi phạm đã dùng vũ khí của mình bắn hai đồng đội. Sau khi gây án, người này định bỏ trốn nhưng bị lực lượng chức năng bắt giữ. Trong quá trình bắt giữ, một khẩu súng trường tấn công Kalashnikov có lắp đạn đã bị thu giữ. Quân nhân này đã bị giam giữ và được đọc quyết định điều tra. Nếu bị kết án, người này phải đối mặt với mức án lên tới 15 năm tù vì tội cố ý giết hai người trở lên. Dạng sáng ngày hôm nay, báo chí đưa tin một quân nhân đã thiệt mạng với bốn vết thương do đạn bắn, người còn lại trúng đến 5 phát đạn. Tổng thống Zelensky thăm tiền tuyến phía đông Ukraine Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày hôm qua mùng 3 tháng 10 cho biết ông đang đi thăm quân đội Ukraina gần tiền tuyến phía đông, nơi lực lượng Nga đang gây áp lực lên các khu vực mà Kiev mới giành lại. Cụ thể, ông tuyên bố, hôm nay chúng tôi đến thăm các lữ đoàn đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu tại một trong những khu vực nóng nhất của tiền tuyến, Kubiansk và Liman. Video do Tổng thống đăng tải cho thấy ông Zelensky nói chuyện với các quân nhân và ký tên lên lá cờ đại diện cho một lữ đoàn. Ông Zelensky cho biết mình đã thảo luận với chỉ huy các lữ đoàn và tiểu đoàn về tình hình tác chiến trên chiến trường, về các vấn đề và nhu cầu hiện tại. Nhà lãnh đạo Ukraina cũng cho biết ông đã kiểm tra các loại vũ khí do nước ngoài cung cấp, bao gồm cả xe tăng Leopard 2 mà Kiev đã nhận được sau thời gian vận động đồng minh trong năm nay. Quân đội Kiev đã phát động một cuộc phản công nhằm các vị trí của Nga ở phía nam và phía đông Ukraina, thế nhưng tiến độ vẫn đang diễn ra chậm chạp. Trong khi đó, lực lượng Nga cũng đang phản kháng ở phía đông bắc lực lượng Ukraine đã giành lại thị trấn Kubiansk và các khu vực xung quanh vùng đông bắc Kharkov vào tháng 9 năm 2022. Thế nhưng Moscow sau đó đã tiến công vào khu vực, bộ Ukraine phải ra lệnh sơ tán dân thường. Trong khi đó ở phía đông, tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Siki cho biết người của ông đang tiến bước ở phía đông và bắt giữ quân nhân Nga. Ông Siki cũng là người từng chỉ huy lực lượng của Ukraine chiến đấu xung quanh thành phố Bakhmut bị Nga kiểm soát hồi tháng 5 lực lượng ukraina và nga cũng đang giao tranh ở khu vực phía nam cơ son nơi mà nga đang kiểm soát một phần